Tôi thui à? Đây, đi ra cái sơ đồ rồi. Chị Phước quay lui, quay lưng lui. Nhìn cười đi. Trời, góc này đẹp quá. Ừ, góc này đẹp quá. Yeah, đẹp quá. Quá đẹp luôn, view quá đẹp luôn. Wow. Ồ, bên này đẹp quá à, nước yên lặng á, view view này mình ngồi mình ngắm thôi, ngắm view. Hello, view quá đẹp mọi người ơi. Đúng, bên này giống như cái kiểu như là bây giờ mới tỉnh à, và đây là hai chiếc thuyền này, bên này ba cướp bạn nằm lên đá và ôm đá. Đây là một hòn đảo nhỏ 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 dễ thương lắm. Đây, đây là chị Phước, chị Lo An, rồi bên kia có một cái cặp bồ đang làm hai cái con gì đó, hai cái con animal gì đây. Ô, tại sao mình ra cái đảo bên kia nhỉ? Hết mưa rồi đó, đạp tiếp đi. Ta về ra đi, đi đổi rồi cho em này chị. Ủa, là lấy cái này không? Cho cái mặt em. Đây, còn đây là mặt chị An. Cái con animal đó, con animal đi với cái con animal nó nằm trên đá. Là hai con animal, mình là đá một bên. Hello mọi người, dừng chân trên bến khi tiểu năng xuân sang. Sau hơn gần 2 tiếng lái tàu, chúng tôi đã lọt vào một hòn đảo này. Thế mà có một đoàn đội mang đi ăn, nếu không thì chúng tôi sẽ bị đói. Mà nếu không thì chúng ta chở luôn ao hồ nè, cô cá nè. Trời ơi, đảo hoang đẹp quá à. Đây là hòn đảo hoang. Hoang. Ở bên kia có một hòn đảo khác nữa. Chả thấy rõ mặt mũi nó. Hello, where are we? Ui, nó lăn mất rồi. Trời ơi. Đi thôi, đi tới mà nó cứ ra lại, không có đi được. Nó không có vô được thiệt luôn. Nó chạy ngược ra lại đây này, mình đang chạy lui này. Đang vô động. Cố lên chị ơi, cố lên, cố lên.